Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dạy chúng ta các hiệu ứng sử dụng trong Tone Boom Studio 8.0. Thì bài này rất là thú vị để giúp chúng ta hoàn thành nhanh các hiệu ứng mà trong đó như khói lửa, rồi sóng biển, rồi tia chớp, rồi mưa vân vân. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Thì bài hôm nay chúng ta ghi là hiệu ứng trong Tone Boom Studio. Thì so với Grace Talk Animator, so với Anime Moho, thì tôi thấy là Tone Boom support cho chúng ta rất nhiều các hiệu ứng mà chúng ta làm được trong quá trình chúng ta làm phim hoạt hình. Và tôi mong là những bạn xem những video này thì các bạn chúng ta sẽ tập làm phim hoạt hình, bởi vì bây giờ YouTube sẽ ngăn chặn các nội dung về re-up, tức là chúng ta làm lại, tái chế lại những các sản phẩm video của người khác, người ta gọi là ăn cắp đấy. Thì bây giờ chúng ta học cái này, các bạn sẽ làm phim hoạt hình theo ý tưởng các bạn và các bạn sẽ không sợ vi phạm bản quyền. Nếu như các bạn cố gắng quyết tâm thì các bạn sẽ làm được ra. Thế ví dụ bây giờ chúng ta tôi lấy ví dụ như này. Cái bộ hiệu ứng thì nó nằm ở trên đầu đây. Ví dụ như là Shake Effect này. Rồi mây, những cái hiệu ứng tự nhiên. Rồi hiệu ứng về những cái khối nổ vân vân. Hiệu ứng về lan tỏa màu và hiệu ứng về drop shadow, bóng đổ vân vân, thì các bạn sẽ sử dụng nó một cách dễ dàng nhất. Thì tôi sẽ vào từng công đoạn một. Ví dụ ở đây chúng ta lấy hiệu ứng ở trong có sẵn, như là chúng ta lấy trong thư viện library, thì chúng ta vào trong local, chúng ta vào trong đây local, chúng ta vào global. Đấy, chúng ta chọn nhé. Ví dụ như là nền thì background này, các bạn sẽ thấy là ví dụ như chúng ta chọn về hình thu nhỏ thì chúng ta nhìn thấy như là nhà cửa vân vân, như là thành phố, chúng ta gấp thành phố ra. Đấy, chúng ta gấp thành phố ra nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn về ô tô. Ô tô thì đây ví dụ một chiếc xe ca. Tôi chọn xe ca. Xe ca đây. Các bạn chọn xe ca này. Thế bây giờ chiếc xe ca này có thể chạy được trên đường như thế nào thì chúng ta phải gắn nó với các hiệu ứng để cho chúng ta cảm giác là chiếc xe nó như đang chạy. Đấy. Thì xe ca ở đây các bạn muốn cho nó nhỏ lại thì các bạn chọn cái select màu trắng. Đấy, các bạn thu nhỏ nó lại. Các bạn nhớ nhá, chọn select màu trắng, rồi các bạn chọn cho tôi thu nhỏ lại. Đấy, thu nhỏ. Ta thu nhỏ lại. Thì chúng ta phải cho cái con này chính là cái con trục đối xứng của nó. Đấy. Chúng ta cho nó nhỏ lại, nó sẽ nhỏ lại nhá, các bạn chú ý nhá. Chú ý con này, ví dụ đây trên đường phố này. Trên đường phố. Đấy. Đường phố. Bây giờ chúng ta sẽ ra hiệu ứng khói lửa. Thì muốn xe ca chuyển động thì các bạn phải cho nó lộ ra keyframe. À, lộ ra cái hai cái này đều chúng ta đều cho nó chạy đến khoảng một cái khoảng đấy, ta dịch nhá, ví dụ ta chạy khoảng 200 không hình, 200 không hình, 400 ở đây là tôi cho 400. Thì các bạn nhấp vào đây này, giữ ship cả chọn hai này. Các bạn chọn cho tôi cái nút là Extend Exposure. Đó. Chúng ta chọn Poser. Đây nhé. Tôi làm lại các bạn nhìn nhé. Thì chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn đây, chúng ta chọn đen. Ta không là chọn trên đường thôi. Thế lúc này chúng ta muốn có một cái hiệu ứng là khói.
Đúng là khó, thì chúng ta chọn đấy nhá, các bạn chủ yếu chọn natural này, fog and natural này, thì chúng ta sẽ xem là khói lửa nó nằm ở đâu. Đấy, khói lửa nằm ở đâu. Thế thì đây là hiệu ứng tự động, thì chúng ta sẽ nhìn vào đây nhá, chúng ta chọn này, chúng ta phải nhấp chuột vào đây nhá, nó mới hiện ra. Các bạn nhớ cho tôi là nhấp chuột vào đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn như là mây này. Đấy, chưa lên khói, khói chắc là ở chỗ cụm này, thì chúng ta chọn đây. Đó. Thì khói này là một cái khói màu cũng được, ví dụ chúng ta chọn này. À, chúng ta nhìn thấy khói nó chuyển động một chỗ. Thì bây giờ ta muốn gắn nó vào ô tô, muốn gắn vào ô tô thì ta phải làm thế nào, mà ô tô nó dài đến bao nhiêu frame nhỉ, 400, 400. Thế vậy khói cũng phải dài đến từng đấy đúng không các bạn, nếu không thì nó sẽ không không hoạt động được. Đó. Thì lúc này các bạn nhập vào ô 60 nhé, các bạn đánh cho tôi là ô 400. Đây, cái ở cái phần tham số cho static parameter thì chúng ta chọn là 400, chọn 400, chúng ta giảm lượng khói đi một chút. Đó. Chúng ta giảm lượng khói đi một chút. Đó. Cho khói nó nhỏ lại chút, rồi 400 này, đánh enter này, thì lúc này chúng ta nhìn thấy là khói đã dài lên 400. Vì nhiều bạn không biết thì chúng ta không đặt tham số cho nó thì nó sẽ rất là ngắn. Đây là ô tô, đây chúng ta cũng chọn extend city lên, thành phố lên. Đó. Và trong cái phần natural effect này, natural effect các bạn chọn cho tôi background là chúng ta chọn trở về dạng transparency, transparent, tức là nó trong suốt, nó không có nền. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn nó vào đuôi của ô tô. Đây, đuôi ô tô đây. Mỗi một bài tôi sẽ dạy cho chúng ta một cách nhé, các bạn chú ý theo dõi. Để gắn được cái này vào cái đuôi ô tô phủ xì khói thì chúng ta phải làm thế nào. Đấy. Thì tại đây này, vì trong kỹ thuật cổ xưa của người ta làm hoạt hình ấy là người ta phải có một cái công cụ gọi là cái trục di chuyển, gọi là con path. Path là nó di chuyển tọa độ của đối tượng lên cái khung màn hình, lên một frame sao cho nó đúng vị trí. Bởi vì có rất nhiều đối tượng nhưng mỗi đối tượng có một path riêng, thì chúng ta ấn ở đây có chữ là add path. Đấy, path element tức là một cái phần thực path đánh nhấp vào đây. Thì lúc này là cái khói của chúng ta, đấy, cái khói chúng ta nó chui vào đây, chúng ta nhấp vào đây. Đấy nha, bây giờ chúng ta thu nhỏ lại này. Đấy, ta thu nhỏ, chúng ta chọn nút đây. Chúng ta xem con pet của chúng ta nó nằm đây, chúng ta đưa nó vào đây để chúng ta thấy trung tâm của pet. Đấy, để chúng ta thu nhỏ nó dễ. Các bạn chú ý là đưa vào giữa của khung hình chữ nhật nhé. Đấy, thu nhỏ lại, được chưa? Bây giờ cái khói nó đã tương ứng với ô tô rồi, chưa? Tương ứng ô tô. Đấy, ta mới phóng to lên, ta phóng to lên và ta chọn pet ở đây. Đấy, ta xoay, xoay khói này, khói đây chiều ngang nhé. Rồi. Thì đây là có cái con trục này là trục để trục lật, trục lật cái đối tượng khói này. Vì ô tô nó quay đầu này thì nó phải khói theo chiều đi ra. Bây giờ ta thử nhé. Đó. Đúng không? Thế khói nó chạy đến đây, thì vậy chúng ta sẽ gắn cái con pet này vào đây. Đó. Ta di chuyển. Sau khi vào đây rồi thì các bạn dùng con select này, hoặc là các bạn lúc này chọn con ta sẽ đưa về đây, đưa này về đây nhá, đưa về không rồi. Rồi bây giờ ta sẽ đưa về, ta sẽ đưa cả cái khối này. Cái này tôi chọn ra luôn này. Xong rồi bây giờ tôi sẽ cố gắng để đưa nó về bằng một cái thanh công cụ.
bóp nhỏ trừ rộng nó. Bước tiếp theo là đưa nó về đít của cái ô tô. Để đưa nó về ô tô thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn con này là một cái escape frame. Đó. Rồi ta sẽ chọn city này thì ta đến nguyên đó. Đợi tôi cho con xóa hết cái kia phim này đi. Đấy, đưa về đây. Đưa kia phim này về khung này. Rồi. Đã chúng ta đã thấy là con khói này chạy về đây rồi. Bây giờ ta thử nhé. Rồi con khói này ta sẽ cho nó về đây, ta cho nó thấp xuống một chút. Rồi bây giờ ta mới cho con xe ca này và con effect này vào cùng một vị trí. Đấy, tôi thấy trong ca này tôi add thêm một cái pet mới là cái ca, tôi cho hiệu ứng effect này tôi cho vào trong ca. Đấy. Thì lúc này cái ca mới của chúng ta là ca chụp nằm ở đây. Không, các bạn sẽ thêm một cái là add keyframe. Đấy. Và bây giờ ở phần cuối của con đường tôi cho đến keyframe số 400. Tôi add keyframe vào đây. À. Xong rồi tôi di chuyển cái xe ra phía này. Đó. Các bạn nhìn thấy là nó lại lên đây. Rồi bây giờ ta thử này. Đấy, ta thử nhé, ta thử ta cho về quay về đầu. À bây giờ ta thử. Ghi phim đây. Đấy, tại tôi là tôi ép ở chỗ lần này 400 đây. Tôi cho này xóa đi. Đấy, tại tôi là tôi làm ở đấy. Con này keyframe vào đây. Keyframe vào. À, tôi cho con này chạy trước ra đây. Tôi cho cái này vào đây. Đó. Cho nó chạy. Đấy, các bạn nhìn chạy. Thì cái con keyframe này tôi copy. Copy nhé, copy cell. Tôi paste special again.
thì các bạn nhớ là test schedule again nhé. Chạy đến đấy. Rồi giờ chúng ta nhìn này. Đấy. Chạy đến đây. Các bạn nhìn thấy là hình ảnh của chúng ta kéo, đấy, ta kéo di chuyển nó sẽ chạy được như thế. Đấy. Thì đây là cách mà chúng ta làm cho một chiếc ô tô chạy chuyển động. Rồi, thế thì đầu tiên là bài này xong hiệu ứng thứ nhất thì tôi tạm dừng ở đây. Tí tôi lại post một bài nữa lên để các bạn học. Đấy, thành phố có luôn, đúng không? Rất là đẹp. Các bạn nhớ nhá. Rồi muốn lấy ở cái gì trong đây các bạn lấy trong thư viện đều có. Đấy, hình có sẵn. Vân vân. Đấy, đây là xong. Thì chúng ta vừa làm xong một cái hoạt cảnh. Ta có thể xóa này đi để ta điều chỉnh lại keyframe. Rồi bây giờ chúng ta đưa về. À, chúng ta sẽ chặn và xóa con này đi, ta làm lại đường cho nó dễ đi. À, ta di một keyframe này đi. Rồi bây giờ ta sẽ về số 400. 400 đây. Phần nào đây chúng ta thử xem nó sẽ đấy tan 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 tan. Các bạn thấy là hoàn hình rất dễ đúng không? Rồi tôi sẽ giải quyết các vấn đề về hiệu ứng cho các bạn để các bạn có thể làm được những chiếc xe chuyển động có khói vân vân. Đấy, đấy là một cái bài rất là hay giúp cho chúng ta thực hiện được cái công việc của mình. Thì bài đến đây là hết, tôi xin chào các bạn.